Cô là Khánh Hà, giáo viên môn ngữ văn của bài nhà.com. Chúng ta lại gặp nhau trong số tiếp theo của Văn Tự Sự. Bài hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu đó là kiểu bài thứ nhất của Văn Tự Sự, kể lại chuyện đã học hoặc đã đọc. Với kiểu bài này, các con sẽ thường gặp các đề như kể lại truyền thuyết Sơn Tinh Thủy Tinh bằng lời văn của em, thay lời ông lão kể lại chuyện ông lão đánh cá và con cá vàng, hay sáng nay em cùng mẹ đi chợ bắt gặp cảnh thầy bói xem voi, em hãy kể lại câu chuyện ấy. Nào, cô và trò mình cùng bắt tay phân tích đề nhé. Với đề đầu tiên, kể lại truyền thuyết Sơn Tinh Thủy Tinh bằng lời văn của em, đây sẽ là kiểu kể lại chuyện bằng lời văn của em. Với đề thứ hai, thay lời ông lão kể lại chuyện ông lão đánh cá và con cá vàng, đây sẽ là kiểu kể chuyện nhập vai. Và đề thứ ba, sáng nay em cùng mẹ đi chợ bắt gặp cảnh thầy bói xem voi, em hãy kể lại câu chuyện ấy. Vậy đề này sẽ là người kể chuyện là người chứng kiến câu chuyện. Với kiểu bài kể lại chuyện đã đọc hoặc đã học, các con sẽ gặp các dạng như sau. Kể lại chuyện bằng lời văn của em. Thứ hai, kể chuyện nhập vai, hay nói cách khác đó là đóng vai nhân vật để kể lại chuyện. Và thứ ba, người kể chuyện là người chứng kiến câu chuyện. Đây là những dạng bài quen thuộc mà các con đã bắt gặp trong trường tiểu học qua các giờ tập đọc và kể chuyện rồi phải không nào? Trong chương trình lớp 6, các chuyện mà con sẽ phải kể thường sẽ là các chuyện kể dân gian, và đây cũng là kiểu chuyện dễ làm nhất. Con biết vì sao không? Vì chỉ cần nắm chắc cốt truyện là các con có thể kể lại bằng chính ngôn ngữ của mình rồi. Tuy nhiên, các con cần lưu ý nhé. Đây là kiểu chuyện chức năng, chuyện kết thúc nhằm truyền đạt một thông điệp nhất định. Vì vậy, hãy luôn nhớ mục đích của câu chuyện nhé. Vậy thì, khi kể lại chuyện đã học hoặc đã đọc, con cần nhớ và tuân thủ những yêu cầu chung sau. Về hình thức, đảm bảo bố cục 3 phần, mở bài, thân bài, kết bài. Về nội dung, bám sát yêu cầu của đề bài, xác định rõ ngôi kể, người kể. Vì câu chuyện có sẵn, nên những tình tiết chính trong chuyện không được bỏ qua, không được làm sai lệch chi tiết chuyện, tính cách nhân vật và ý nghĩa chuyện. Những chi tiết thêm vào có tính chất dẫn dắt chuyện, bày tỏ cảm xúc, suy nghĩ của cá nhân, và đừng quên bộc lộ suy nghĩ, đánh giá của người kể. Về ngôn ngữ và giọng điệu, phải phù hợp với vai kể, ngôi kể và người kể chuyện. Nếu vào vai lang liêu, ngôn ngữ dân dã, mộc mạc, giọng điệu ban đầu phải lo lắng, sau phấn khởi khi mình thắng cuộc. Nếu vào vai vô hùng thì ngôn ngữ cần phải trịnh trọng, giọng điệu chậm rãi, ân cần và quan tâm. Như vậy, trong số này, cô đã giới thiệu cho các con những kiến thức vô cùng cơ bản của kiểu bài kể lại chuyện đã học hoặc đã đọc. Hẹn gặp lại các con trong số tới, chúng mình sẽ tìm hiểu cách làm các dạng của kiểu bài này nhé!